Quý vị các bạn thân mến, tôi đang nghiên cứu về Tiết Mộc Nhân này và tất cả các đòn đánh của Tiết Mộc Nhân. Đây là chiếc Tiết Mộc Nhân mà võ sư Đinh Trọng Thủy, là võ sư của trưởng tràng Vĩnh Xuân Thăng Long Công Phu đã tặng tôi. Tôi và anh chơi với nhau hơn 20 năm, gần 30 năm rồi. Và tôi rất yêu quý cái Tiết Mộc Nhân này. Và như tôi đã nói ở cái video trước, nó là như người bạn của tôi. Và làm cho đôi tay của tôi cứng cáp, và làm cho thần nhãn tôi nhanh nhẹn, và làm cho khí lực của tôi được sinh lực rất mạnh. Và không phải là vì như thế mà tôi lại đưa ra các cái video với cái Tiết Mộc Nhân này. Và xin bật mí các quý vị các bạn, đây là tất cả các bài tôi tự nghiên cứu, chứ chưa đi học. Và xin mời các bạn và quý vị xem tiếp sự luyện tập của tôi. Tất nhiên là tôi cắt ngắn thôi, bởi vì video dài quá sẽ không được chuẩn trên YouTube. Xin mời quý vị các bạn xem. Một buổi sáng thật tuyệt vời phải không quý vị các bạn? Thực ra là thời tiết của Hà Nội hiện nay mưa tầm gió bấc, và tôi nghĩ rằng là những cái thời tiết nóng lạnh thất thường như thế này thì sẽ gây bệnh rất nhiều. Và những cái phương pháp tập luyện cảm xạ năng lượng mà tôi đã từng đưa lên cho quý vị và các bạn theo dõi trên các cái video trên YouTube này, thì chúng ta nên bật lại và chúng ta luyện tập theo, để chúng ta có một sức đề kháng tốt trong mùa đông giá lạnh và cái xuân mới này, thì thường là có rất nhiều virus, cho nên là chúng ta hãy bảo vệ thân thể tùy theo cách tập luyện khác nhau. Còn đây thì tôi luyện tập một chút với cùng với Tiết Mộc Nhân. Mặc dù là tôi không phải là trong võ phái Vĩnh Xuân, nhưng tôi tự nghiên cứu và các cái đường quyền, các thế đánh để làm sao cho mắt, tay và cơ thể tôi dẻo dai. Quý vị các bạn biết đấy, ai cũng nói rằng là có sức khỏe có tất cả, và ai cũng hiểu rằng là có sức khỏe thì gia đình mới hạnh phúc được. Nhưng tuy nhiên, để mà thực hành được có sức khỏe thì lại rất là khó, bởi vì là thứ nhất là con người là thường là có mang tính lười, cái thứ hai là con người thường là chỉ quyết tâm trong một thời gian ngắn và không được sự bền bỉ. Cái thứ ba nữa là do môi trường sống, do cuộc sống quá vất vả, phải lao vào kiếm đồng tiền, cho nên là không dành thời gian cho mình luyện tập nữa. Còn một cái nữa mà chúng tôi nhận thấy đó là có rất nhiều người là ỷ vào thuốc, tức là cậy mình có tiền và ỷ vào thuốc và không có luyện tập gì cả. Và cái thứ năm là có một dạng người nữa, đó là bảo ôi chết thì chết, sống thì sống, còn khi nào chết thì sẽ chuyển thế sang đất Phật để cho nó sung sướng. Thưa quý vị các bạn, là nếu như không có sức khỏe thì các quý vị và các bạn thử nghĩ mà xem. Tôi chia sẻ với quý vị các bạn như sau, tức là nếu không có sức khỏe thì
cuộc sống hiện tại bây giờ các bạn cũng còn không đi đứng nằm ngồi được thoải mái, thì sau khi chết thì các bạn sẽ đi đâu, linh hồn các bạn sẽ đi đâu đây, các năng lượng các bạn sẽ có hòa quyện được với năng lượng nào ở trên vũ trụ hay không? Vâng, chính vì vậy mà tôi đặt một cái giả thiết, đó là chúng ta cần phải luyện tập. Và luyện tập như thế nào thì do căn duyên của từng người, có thể đến với các môn phái khác nhau. Nhưng tuy nhiên tôi bật mí quý vị các bạn, bởi khoảng hơn 80.000 người đã khỏi bệnh và đã trưởng thành, đã trưởng dưỡng, đã ứng dụng được cảm xạ năng lượng vào cuộc sống hàng ngày, thì thưa quý vị các bạn, là chúng tôi sẽ có các cái lớp, có các cái trung tâm, các lớp tại các trung tâm ở các địa điểm mà chúng tôi có đăng tải trên website nguyenngocson.vn. Tôi xin nhắc lại nguyenngocson.vn hoặc quý vị bấm cảm xạ.vn, viết không dấu. Quý vị nếu chưa vào được thì cũng có thể nhắn tin qua số điện thoại Zalo của tôi, đó là 0981 559 559. Tôi xin được hướng dẫn. Và viện chúng tôi sẽ có các cái dụng cụ cảm xạ, tức là tôi là người sáng chế cùng với các giáo sư ở nước ngoài sáng chế ra các dụng cụ cảm xạ, đó là con lắc vật chứng, đó là đũa chữ Y để đi tìm nguồn nước, đi tìm các áp xạ, đó là đũa L để đi tìm dòng khí tốt xấu nơi chúng ta ở và nơi chúng ta định xây dựng các cái công trình lớn, đó là đũa lò xo để chúng ta có thể nhận biết được các khí điện từ trường đang quay kiểu gì, đang quay về hướng nào để chúng ta đón nhận sinh khí tốt làm phong thủy cho nhà ở, trong phòng ngủ, nơi làm việc và nơi tiếp khách. Ngoài ra chúng tôi có viết các cuốn sách, đó là cảm xạ ứng dụng với đời sống. Quý vị nào cần mua, nếu như không có thời gian đến học, có thể mua các dụng cụ và cuốn sách này thì chúng ta có thể luyện tập tại nhà kết hợp với các video của tôi trên YouTube. Ngoài ra chúng tôi còn có các cái máy nhập khẩu từ Mỹ, đó là máy đo ác xạ 2-in-1 mà như tôi đã làm các video trước đây, và một máy nữa là máy phát hiện vong ma. Quý vị và các bạn có thể nhắn tin nếu có yêu cầu thì chúng tôi sẽ gửi về tận địa chỉ theo yêu cầu, theo số điện thoại của tôi. Xin nhắc lại, đó là 0981 559 559. Cảm ơn các quý vị đã theo dõi cái chương trình này. Và thiết phòng nhân này là tôi từng tập hàng sáng để luyện mắt, luyện tay và luyện cái thần lực của mình để tăng cái sự chịu đựng. Bởi vì khi quý vị và các bạn đánh tay vào đây thì cái tay của chúng ta nó sẽ trở nên chai sạn hơn. Và chúng ta, tôi cảm thấy rằng riêng tôi là tôi cảm thấy có nhiều quyết tâm hơn để luyện tập nhiều các cái phương pháp khác, ví dụ như là phương pháp của mật tông Tây Tạng, ví dụ như là phương pháp thiền khai mở nhãn thông, hoặc là phương pháp khai mở kích hoạt các luân xa. Xin chào tạm biệt các quý vị các bạn, cảm ơn các quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Chúc các quý vị và các bạn, những nữ, các bác, các bà, các chị, các em và các cựu học viên cảm xạ năng lượng nhân ngày 8 tháng 3 tràn đầy năng lượng, luôn xinh đẹp, trẻ và sống có ích trong xã hội, và luyện tập cảm xạ, ứng dụng cảm xạ vào đời sống luôn được đạt thành tựu. Xin chào, tạm biệt.